Chào các bạn, hôm nay thời tiết bắt đầu vô mùa hè. Út chia sẻ cách nấu xăm bí đao cho gia đình mình uống mát, vừa an toàn. Tiếp tiên thì có 2 lít rưỡi nước, bí đao 1kg 3 này Út mua về sắt rửa sạch như nấu canh, 3 nhánh lá dứa nhỏ, 300g đường phèn, nếu các bạn uống ngọt thì thêm đường tùy theo các bạn. Thì thực tế có 3 củ như vậy nè, một trái ra hấp quả, bạn chia làm 2 hoặc là làm 3 tùy. Lá hấp quả này uống mát, thực tế thì nó bổ máu các bạn. Bạn mua cái nguyên liệu này thì ở tiệm thuốc bắc sẽ có. Bạn rửa sạch, cắt mỏng ra. Giờ tiếp theo thì mình bắt nước sôi lên. Chờ nước nó sôi mình bỏ mấy bí đao vào. Bạn bỏ bí đao vào, luộc trong vòng 20 phút cho cái bí đao mình nâng mềm nước nha, cho nước nha. Bí đao mình nấu được 20 phút, bạn bỏ các nguyên liệu vào. Bí đao mình nấu được 20 phút, mình bỏ quả thục địa lá dứa vào, nấu thêm 10 phút nữa các bạn. Sau khi bỏ thục địa vào nấu 10 phút và bắt đầu mình tắt bếp, vớt cái xác này ra. Vớt ra hết thì nên bỏ đường phèn, bỏ một tí nước vô. Bạn vớt hết, bỏ đường vào, bỏ 2 miếng hạt vào để dặn cái độ ngọt của mình. Xong rồi các bạn dễ làm. Các bạn, mình đã luộc xong cái phần xác bỏ và cái lẫn cặn của cái thục địa đã thu về được 2 chai nước mát cho gia đình mình thưởng thức. Bỏ viên vàng đi đá và viên đá vô thành một, có một ly nước mát vừa bổ vừa rẻ, an toàn cho gia đình. Chỉ bỏ có 30 phút thực hiện thôi. Nếu các bạn thấy hay, đăng ký cho Út để cho Út có động lực làm những tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.